các bạn. Nãy tôi đang trên đường đi kiểm tra lại phong thủy cho một ngôi nhà mà tôi đã đặt hóa giải cách đây hơn 3 tuần. Thì trường hợp nhà này đã bị mỗi trường hợp thì bị đại không vong phong thủy, có nghĩa là khí vào nhà bị hỗn khí, tức là khí nó không thuần khí, để dẫn đến tình trạng là chủ nhà ở đây chuyển về ngôi nhà mới gặp rất là nhiều những cái chuyện ảnh hưởng trục trặc từ gia đình cho đến công việc này, cho đến kinh tế thì rất là nhiều vấn đề. Chưa kể là khi mà nằm ngủ thì có những cái giấc mơ rất là kỳ quái đúng không ạ, gặp ác mộng, thường xuyên gặp ác mộng. Thì trong năm nay thì tôi sẽ đến để mà kiểm tra lại sau khi đã xử lý về khí, kiểm tra lại bằng các công cụ máy móc xem có chỉ số có sự thay đổi như thế nào, cũng như là kiểm tra lại các cái điểm âm xem còn có điểm âm hay không, xuống tầm long để mà kiểm tra lại cái vấn đề này. Thì các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Chào các bạn, trong buổi tối nay tôi đang kiểm tra lại điện khí cho một ngôi nhà. Trường hợp nhà lần trước là bị về đại không vong và đã xử lý phong thủy, và hôm nay tôi đến để mà đo kiểm tra lại các cái chỉ số cũng như là các cái vị trí điểm âm xem có đã ổn định khí hay chưa, hay có vấn đề gì để tiếp tục xử lý. Vị trí cửa hoa chanh ở cái lúc vườn chanh không có của nó không có nào trên cây mà không có quả tứ quý, mà gọi là chanh tứ quý, chanh tứ quý thích lắm, bốn mùa luôn. Ở dưới nhà cây rồng được mấy năm rồi quả nhiều đúc. Trong video của các bạn vừa theo dõi đó là một trường hợp mà một anh bạn của tôi hướng nhà, cái độ số của nhà bị phạm với trường hợp là bị đại không vong. Đây là một trong những cái lỗi mà rất là nặng cho phong thủy đúng không ạ? Nếu như bạn nào đã từng theo dõi video trước mà tôi chia sẻ thì cái trường hợp đại không vong ấy thì cái khí vào nhà nó không ổn định. Có nghĩa là cái trường hợp đại không vong là cái độ số hay là cái trục khí vào nhà nó nằm xáo trộn giữa hai cái chính hướng. Hãy thành ra là người ở trong nhà gặp rất là nhiều những cái chuyện mà không mong muốn. Và có một cái thực nghiệm rằng là rất là nhiều cái trường hợp như này thì người trong nhà ngủ không được ngon giấc, có nghĩa là hay gặp ác mộng, hay bị mơ ngủ này đấy, và hay có một cái cảm giác rất là giật mình khi mà đi ngủ đó. Thì sau khi mà đặt vật phẩm hóa giải được khoảng tầm 3 tuần rồi thì tôi có đến và đo lại kiểm tra lại bằng cái phần mềm mà kiểm tra điện khí, thì có một được ra một cái ảnh các bạn theo dõi trên màn hình này. Đấy, đây là cái phần mềm để mà kiểm tra điện khí của một cái mảnh đất hay một ngôi nhà, có nghĩa là thông qua những cái chỉ số này. Tất nhiên là trước khi mà đến để mà đo cái chỉ số này thì cái chỉ số nó thấp hơn như này rất là nhiều. Tuy nhiên là lúc đó thì tôi chưa chủ. Sau đây là tôi kiểm tra lại về cái thông số về cái địa khí này thì có một sự thay đổi rất là mạnh. Đó là như nào? Các bạn nhìn là khi mà trong cái chỉ số địa khí này đối với nhà ở thì tốt nhất là khoảng tầm 400 cho đến 600. Đấy, cái chỉ số lý tưởng là như vậy. Đấy, ví dụ như tầm 500 thì rất là đẹp đúng không ạ? Khoảng xấp xỉ 500 rất là đẹp. Mà chia nhà các bạn làm 9 ô đấy, thì chúng ta đo ở 9 vị trí, 9 điểm khác nhau ấy, thì nó nếu như là rơi vào tầm từ 400 đến 600 thì khá là ok. Còn thấp hơn hoặc là cao hơn thì chúng ta cần phải xem xét lại đúng không ạ? Đấy, thì có 6 cái chỉ số mà tôi đo thì đều đạt là trên 400. Đấy, và tuy nhiên là có 3 cái chỉ số mà ở vị trí bên cuối nhà đấy, thì nó vẫn chưa được cao cho lắm. Đấy, ví dụ như các bạn nhìn trên màn hình là 338,05 này, 347,84 này, hoặc 337,64 này, thì những cái chỉ số này chưa đạt tiêu chuẩn thì tôi cần phải theo dõi thêm, cũng như là nếu như không đạt thì tôi sẽ đặt thêm những vật phẩm để mà kích hoạt cho cái chỉ số đó đẩy lên, nó cao lên. Bởi vì khu vực cuối nhà này thì là có một cái cống. Đấy, cái cống nước thải thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ tác động một phần lên những cái trường khí ở khu vực phía sau của căn nhà này. Đấy, tôi sẽ theo dõi thêm. Bởi vì bình thường ấy, khi mà đặt một những cái vật phẩm phong thủy xong ấy, thì cái trường khí nó sẽ ổn định trong vòng khoảng thời gian từ 1 cho đến 2 tháng. Có nghĩa là tùy được nhà khác nhau. Không phải chúng ta đặt hôm trước hoặc hôm sau nó thay đổi đâu. Có nghĩa là chúng ta đặt nhưng mà cần một thời gian để chúng ta theo dõi đúng không ạ? Theo dõi khoảng tầm 2 tuần này, 1 tháng này, chúng ta theo dõi xem là cái chỉ số đó đã lên hay chưa. Có nghĩa là làm khoa học phong thủy chúng ta cần phải theo dõi các chỉ số như vậy.
thì chúng ta mới kiểm chứng được, chứ không phải là đến mà nói với nhau rằng là một cái mà chúng ta không có những cái con số dẫn chứng thì không đủ sức thuyết phục, đúng không ạ? Mà chúng ta cũng không biết là đúng hay là sai. Đấy, khi mà có cái chỉ số này, tôi đến đo nhà anh này, hiện nay nhà anh bị lỗi phong thủy, cái chỉ số khí ở đây nó bất thường, nó không ổn định. Đấy, cái sự chênh lệch khí nó quá lớn. Đấy, thì nó không ổn định. Thì tôi sẽ xử lý cho anh bằng cách là tôi sẽ đặt vật phẩm phong thủy để mà hóa giải cái chỉ số này. Đó, thì tôi cam kết rằng là hiện nay là chỉ số là 200, nhưng mà sau khi đặt vật phẩm phong thủy một thời gian cần thiết, sau một tháng nó sẽ lên 400. Tôi cam kết lại như vậy. Đấy, thì nó phải là như vậy. Đấy, thì tức là khoa phong thủy là chúng ta làm theo dựa trên các con số nó sẽ nói lên tất cả, đúng không ạ? Đấy, cực kỳ khoa học. Đấy, thì thông qua video này mình muốn chia sẻ với các bạn là đối với những ai mà nhà ai mà phạm vào trường hợp đã không vong thì các bạn nên để ý trong những trường hợp này, bởi vì đây là một trong những cái trường hợp mà khá nặng cho phong thủy. Đấy, ảnh hưởng cả về nhân đinh này lẫn tài lộc. Đấy, ảnh hưởng rất là nhiều đến các thành viên trong gia đình. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian để mà theo dõi video trong ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào các bạn.